Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai một số mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm có thể thay thế con heo. Một trong những mô hình được triển khai mang lại hiệu quả bước đầu được người chăn nuôi đánh giá cao, đó là nuôi gà tàu vàng cho ăn thức ăn công nghiệp. Mô hình nuôi gà tàu vàng được Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân triển khai từ giữa tháng 10 năm 2019. Tổ hợp tác Tân Tiến là đơn vị áp dụng mô hình thí điểm. Trung tâm hỗ trợ 70% chi phí đầu tư con giống và thức ăn, còn lại do tổ hợp tác bỏ ra. Đàn gà được nuôi 1.200 con, đến nay đã 2 tháng rưỡi và đạt trọng lượng trung bình khoảng 1,8 kg mỗi con. Theo chia sẻ của các thành viên tổ hợp tác Tân Tiến, mô hình nuôi gà này bước đầu mang lại hiệu quả, tỷ lệ gà hao hụt rất ít và gà phát triển tốt. Đặc biệt, rất thích hợp để nhân rộng trong những hộ có ít đất ruộng sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình. So với giống gà nội mình nuôi thì có lẽ là nó cũng dễ hơn. Dễ hơn là con cái khâu quản lý mình ấy, còn gà kia thì mình thả lan mà, rồi mình khó quản lý hơn. Còn con gà này thì mình nuôi, mình gào lại coi như trong phạm vi nhỏ hẹp mà nuôi rất số lượng rất nhiều được. Tôi thấy cái mô hình này tôi cũng ham chăn nuôi lắm. Mà tôi thì đang nuôi gà nồi. Tôi cũng lại đây tôi học hỏi rằng về rằng tôi cũng chăn nuôi gà tàu vàng này nè cho phát triển đầu lên. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh, qua triển khai thí điểm mô hình cho thấy gà tàu vàng thích hợp với điều kiện tự nhiên ở Bạc Liêu và khá dễ nuôi nên nông dân dễ áp dụng. Trong đó, chủ yếu người nuôi tuân thủ tốt nguyên tắc nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đây là mô hình được ngành nông nghiệp tỉnh xác định để nhân rộng trong thời gian tới. Cán bộ kỹ thuật giữa các hộ sẽ chọn lại những con mái và con trống nó thuần của gà tàu vàng để tiếp tục làm sao mà giữ cái đàn giống này lại và nhân đàn ra để cung cấp cho bà con nông dân. Bước đầu đánh giá đây là cái mô hình mà đến thời điểm này là nó đã có hiệu quả rồi. Tức là trọng lượng như thế này thì trừ chi phí kể cả hỗ trợ và các hộ dân bỏ ra thì bà con nông dân có hiệu quả cao. Thì mong muốn từ cái chương trình này qua chương trình đây là một cái mô hình giống như là điểm để bà con nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm để từ đó mà chúng ta sẽ lan tỏa ra nhiều nơi làm sao mà góp phần để bà con có cái phát triển chăn nuôi, tăng cái thu nhập. Dù bước đầu mang lại hiệu quả, nhưng cũng cho thấy mô hình nuôi gà tàu vàng mở thêm hướng làm ăn cho người dân, đặc biệt là những gia đình thích chăn nuôi. Trong thời gian tới, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, con giống thả nuôi, người chăn nuôi gà cũng rất cần định hướng về quy hoạch vùng nuôi, số hộ nuôi, cũng như đầu ra của con gà tàu vàng để những người áp dụng mô hình đạt hiệu quả kinh tế.